Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc sạc 8 viên pin 1,5V của hãng Beston. Đây là chiếc sạc dành cho các pin Li-ion có điện thế là 1,5V nhé các bạn nhé. Đừng nhầm với loại 1,2V. Mã của sản phẩm là BST M7012. Nó có thể sạc cùng lúc là 2, 4, 6, 8 viên pin. Là pin đũa hoặc là pin tiểu, kích cỡ 2 hoặc là 3 chữ A. Lưu ý đấy, chỉ sạc pin 1,5V thôi. Là pin Li-ion nhé. Cái này dùng cổng USB để lấy nguồn từ cái sạc điện thoại của bạn hoặc là các cái adapter có cổng USB. Thông số của sạc này là nó có thể sạc cho pin Li-ion 1,5V. Kích cỡ pin tiểu, pin đũa, đầu vào là điện thế 5V và đầu ra là nó sạc dòng 2A cho pin tiểu và 1A cho pin đũa. Cùng một lúc sạc được 8 viên. Và đây là hàng chính hãng của Beston. BST M7012. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc sạc pin cho pin 1,5V Li-ion, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.